Leo leo Gì? hôm nay leo đi làm leo mặc đồ bao nhiêu tiền vậy? Nào vậy? Thì áo này nào thì mình mua ở Gucci á là 12 triệu một cái. Đôi giày đúng không? Đôi giày là chỉ có 18 triệu thôi. Tóc mình mới cắt hôm qua thì khoảng 5 triệu. Cái kiến này hơi nặng đó. Bạn thì mình mua có 9 triệu, nó hơi nặng, ít đeo á. Rồi ba lô. Cái ba lô hả? Ba lô này mình nghĩ sao da thiệt mà đúng không? Phải 30 đó. Cái quần Cái quần này nó cũng cũ rồi. Cái quần nó cũng cũ rồi. 25 triệu một cái. điện thoại Điện thoại này Samsung bạn 4 triệu rưỡi ha. Nói đúng giá 4 triệu rưỡi. Mình nói thiệt các bạn nào cũng kiếm thiệt ha. Hết rồi. Thì tổng cộng nguyên người mình khoảng 78 triệu. Nguyên người mình khoảng 78 triệu. Nguyên người mình khoảng 78 triệu.